không nói được không? Em cho nói, không nói được nhưng mà phải bịt cái này lại cho họ hoàn hoàn cái lâu lâu thở nữa nào. Mà chứ cứ thở gọn bạc. Em có gì đang bị bạc thở gọn. Ráng cái tên mình đó con nhí. Bịt đấy mình nói được chứ bịt đấy không nói được. Bịt đó mới nói được. Được không nói được. Là lần nữa con nhảy nhảy thế này. Ờ. Bạc bên kia. Đâu Văn Tiến? Ở khối mấy cơ nào đó chị? Ở khối 5 cơ nào? Bạc nó bị chi? Bị ung thư chi đó? Ung thư cá vòm. Cá vòm hồng. Vòm hồng ấy. Giá là mấy? Bồn bên này xì xa đó, giá là đâu? Giá đến đâu mới đạt, đâu phải bỏ cái máy đi thôi à? Không phải giống như cực nắm xa, đẩy hẳn cái... À xa 6 năm rồi. Nó mới chạy đi thấy, chạy đi thấy này. Téo, vô vào. Téo, thấy quả. Sao vậy, thanh quả? Thanh quả nó không nói được đấy, không thở được á. À. Đục cái lô thở đấy, thống kiểu lên đi để thở đấy. Xong rồi cái này nó chạy đoàn đi, xong rồi đục cái đoàn đi để thở. 3 năm rồi. Cái mi là mới đục. Cái nữa là đục, nó khi đẻ thân quai, mà chưa thân quai 20 tháng. Cái mi là mới đục, 20 tháng thôi. Thân 5 rưỡi, vì cái đứa cổ nó 5 rưỡi. Mi là bị 10 lòng. Ở cái mi là đục 17 ấy. Nó bụng mà vằn người nó làm nó nói không? Nhưng mà bạc à... Chẻ có thở được không? Hiện tại là bà không dùng hóa trị liệu nữa mà chứ. Không, nghỉ lâu rồi chứ. Nghỉ lâu rồi là đi. Thế là gặp chị là giá săn chui lên mặt xàm xiệp nên mà giá thì luyện đây này. Ờ, săn nên xuất ra giá đúng không? Giá thì kiểu gọi dấu hiệu dí cắn đó nè. Ờ. Sau khi là yếu không ăn được cái mấy là con quý gọi chị là lấy cho em hộp với chung thử. Ờ. Mà bởi chung có một thạng mà đi gặp hội thảo có thầy khạc đó nè. Nó nói gấu là... Một đứa không? Phân bên biệt lờ này chứ không có đi ăn đẹp đi. Biệt không? Bởi hội thảo nè. Tức là hiện tại bạn dùng được mấy hộp đi giờ đấy ạ? Một gần 2 hộp đấy. 12 hộp mà nhìn sức khỏe anh tiến triển tốt đây. Con đấy một hộp đấy của ba. Con mời lấy thêm, mời lấy thêm thế này. Mời lấy thêm đấy ạ. Hai cái đấy của ba, gọi là ống hộp. Mà mẹ thì mình mất ngủ. Ba thì mình mất ngủ. Ba mất ngủ rồi chứ đã đời chứ gì? Ba đời nhiều rồi chứ. Uống chắc đi giống mà chưa ăn mà bê mơ mất á. Chưa ăn mà bê mơ. Ủa rồi. 23 mấy thằng này, 23 mấy ba hộp này. À 23 mấy thằng ba hộp. Để thêm hộp để thêm hộp về đó hộp là 2 hộp. Từ khi bác dùng đi giờ đây bác thì sức khỏe đang bác. Để có đỡ. Để nhận tiền đến dư. Bác khỏe không? Khỏe. Bữa đâu để cho đi hối này. Hối mà chị nói quỷ đến bên nói ông hối lắm em đi thấy mà không thôi. Mà chị dục đâu vào đâu. Đi thấy là định đi thấy mà bây giờ không thấy đâu. Định đi thấy là nhưng mà để đi uống cái đi ăn phần đời vui hơn. Không mẹ vui bao tiền nên được cá thì mối này. Bịt cái bóng đi lại mà nói được. Có đi nói rõ hơn là bao nhiêu? Nói thì bịt đây mà nói bình thường. Rồi cứ nói là biết gì thì bạn nói đi sao có nè. Tuyệt vời này, mới có hai hộp bất tiến tiền tốt đây. Mà bà cái cháu hỏi nhá, lúc đâu bà uống vô có chuyển biến bệnh nhân có thể đau điệp chứ? Không, chuẩn qua giá thôi. Bà đâu uống lần cô cố giá mà cái sáu nó đi nhưng mà không hay đau mà chứ không à tuy theo ung thư nữa tuy theo bệnh ung thư nữa không hay đau à chỉ có là cố nhân dạ cố cho nó đẹp bọc nó mờ sao cũng đọc đây đưa đau cũng không à đưa đau vào màng lớn đó mặt mày nó sáng sủa nhưng mà đau các cái gì không em thấy vẫn khác cái bữa cách đây mấy một tháng bữa đi một tháng mình ngồi coi nghe bữa này tao phải gây gây bữa đi phải giá rẻ không đâu điêu đâu chụp cái ảnh rồi cái đồ quý nè giá sao lên được 2 cân nữa này cân à lên được 2 cân luôn à sướng ngay gần 60 mười lấy cũng nhọc chứ đóng 2 cân 60 chỉ cần rưỡi ăn 58 thôi còn có nóng mà vừa đi 58 mười người bán này có một cái ống mà đóng bằng bánh á cũng biết đi. Nhưng mà 6, 7 hộp cái ống còn cái giấy thánh không có ra luôn mà cái giấy về quán thì cũng phải lắm lên cho có tháo luôn. Mất bạc lâu lắm, lâu thì lắm nhớ cái ống là mới lắm vào cũng còn phục thân được. Hơn 5. Hơn 5 có lẽ vẫn có khả quán ạ. Bởi vì cái ống tế là ống nó có 6 cái đề nó hơn 4, hơn 4. Nó không có cái giấy thánh về quán đi. Nó không bị được. Ai giấy thánh quán thì nhớ không có được là nói được. Dạ. Mà nói được là đúng cái gì. À, lúc mà chưa chung đi giờ thì là lúc nó là bạc. Cơ thể của người sức khỏe nó làm gì? Yếu chứ, nó gặp gì bữa đâu là đúng, nó đi xe máy khó đi, nó mà giá thì xàm nó. Là đúng tay.